Thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của chị Dung, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì chị Dung lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống mai ghép gốc nhớt ha, hàng mini được hơn một mùa cô chú anh chị ha, mùa rưỡi hai mùa, hàng đôm rồi cho cô chú anh chị mua về mình trồng đất thả vườn hoặc là mình có thể mình nuôi lại để mình chơi tết năm 2025 cũng rất là ok ha. Thì do nhà vườn nói chung là đang kẹt tiền, đang cần nền nên là nhà vườn xả rẻ cho cô chú anh chị mình luôn ha, với mức giá từ 12.000, 15.000, 20.000 và 35.000 một cây. Đó, nhà vườn sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha. Nên là mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả, thấy cây nào ok thì mình ủng hộ cho nhà vườn ha, hoặc là cái giống mình đang cần á thì mình ủng hộ cho nhà vườn nha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình về gặp luôn chị Dung đi, chị Dung chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị ha. Chị chào em. Xin chào anh chị cô bác cả nhà gần xa. Rồi. Hôm nay em có giao lưu một số mai giống và gồm giỏ nhung, giỏ thơm, cúc thọ hương và một số tây thi 150 cánh. Nhưng mà giỏ thơm với giỏ nhung thì nhiều, còn cúc tây thi rồi thì ít. Giỏ nhung, giỏ thơm với thọ hương thì nhiều ha. Đúng rồi. Tây thi 150 cánh, cúc VIP, có cúc VIP nữa nè ha. Rồi với lại đại lộc rồi thì cúc bi nữa thì ít ha. Rồi cái này mình giao lưu cái loại này là bao nhiêu tiền đây chị ha? Cây này thì mình giao lưu với cả nhà mình 35.000 em. 35.000 một cây ha. Đúng rồi. Rồi cây này liền cốt nè cô chú anh chị ha. Nè gần liền à. Liền khoảng tầm 90-95.000 ha. Cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị. Đó, đôm thấp ha cô chú anh chị ha. Cây này tầm cao tầm khoảng hơn 2 tấc, cỡ 3 tấc cô chú anh chị ha. Nhưng mà cái này thì chiều cao thì mình lấy từ từ 2 tấc rưỡi lấy lên đi ha chị ha. 2 tấc rưỡi đi. Rồi, cao hơn gang tay này, cái này là cỡ 3 tấc nè, nhưng mà mình lấy 2 tấc rưỡi lấy lên ha. Đây, cây thọ hương nè cô chú anh chị ha. Nè, em quay một số cây với một số mẫu đế nè, đế thú nè cô chú anh chị. Đó, đế con thú luôn ha. Nè, có tàn hết nha cô chú anh chị. Nó cái này là 35.000 cây ha chị ha. 35.000 cây. Ba cây thì mình gửi hàng, còn 5 cây mình mới bao ship nha cả nhà. Rồi, cái này là 3 cây mình gửi hàng, 5 cây mình bao ship luôn. Ồ, cái đế quái nè cô chú anh chị ha. Cây nào cũng có đế. Cái hết, này mai ghép ở nhà cho nên toàn là quấn rễ không à. Không rễ này thì cũng rễ kia à. Dạ. Đó. Rồi. Đây nữa nè cô chú anh chị ha nè. Đó. Củ đế nè là so 3 dòng nè cô chú anh chị ha. Đó, dảo thơm, dảo nhung. Đó, đế là so 4 dòng luôn nè cô chú anh chị. Đó, cây liền cốt hết trơn. Đó. Nè, cây có củ đế ha. Gốc thì nói chung gốc này cỡ bằng cây cây bút bi lấy lên nha cô chú anh chị. Con cây bút bi lấy lên. Đó, cây tàn quá đẹp luôn, củ đế có luôn. Đó. 35.000 cây ha. Rồi, ở cái tàn này. Ngon lành luôn ha. Rồi, mình giới thiệu cái loại tiếp theo luôn chị ha. Cỡ tiếp theo của chị là 25.000 một cây. Rồi. Tiếp theo cái loại tiếp theo luôn chị ha. Cái cỡ này chị giao lưu với cả nhà mình là 25.000. Rồi, cái loại 25.000 ha. 5 cây là chị gửi hàng, 10 cây bao ship và 10 cây tặng một cây. Rồi. Cái này mình quay một số cây cho cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi, cái này cái bông luôn nè cô chú anh chị ha. Đó. Cái này thì chiều cao mình lấy bao nhiêu đây ta? Cái này mình lấy chiều cao mình lấy từ 2 tấc hả chị ha. 2 tấc đi. 2 tấc lấy lên đi. Cái này yếu con gan này cô chú anh chị. Thôi tấc 8 đi ha, mình lấy từ tấc 8 lấy lên tắc đi ha. Tấc 8 đi tại vì nó lùn nhưng mà cái tàn nhánh nó có. Củ đế này ham không cô chú anh chị, quá trời luôn, cái dàn củ nè. Đó. Nè, cái này là 25.000 một cây hả chị ha. 25.000 một cây. Nè, cây cành nhánh tàn nhánh đâu có hết trơn, củ đế đâu ngon lành hết nha cô chú anh chị. Đó, cây nào cũng có củ hết trơn cô chú anh chị ha. Nè. Đủ loại đế luôn ha. Đó, cây tàn nè. Đó, cây tốt mạch luôn cô chú anh chị. Cái này thì mình cũng có mấy loại giống giống như cái loại 35.000 đúng không chị? Đúng rồi, cây này cây cũng có giỏ thơm, giỏ nhung, rồi cúc thọ hương 150 cánh, cúc tây thi. Củ quý ba muối ha, bí đeo luôn cô chú anh chị ha. Quá trời đế luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không chị ha? Số lượng bên vườn mình chắc hơn 1.000 á. Còn hơn 1.000 ha. Cái này thí dụ cô chú anh chị mình tới vườn mình lấy giá sỉ thì mình có để giá hữu nghị là không chị ha? Có, nếu mà anh chị em nào mà có muốn lấy giá sỉ thì cứ liên lạc với vườn nhà em sẽ để giá sỉ cho anh chị ạ. Rồi, ví dụ như cô chú anh chị mình muốn lấy 50 cây hay là 100 cây hay là 200 cây gì về bán thì mình cứ alo ha. Thì giống như mình lấy 50 cây thì cái giá nó sẽ khác, 100 cây giá khác, 200 cây giá khác, mình lấy hết này luôn nhà vườn sẽ bán khác nữa ha. Rồi, ngoài loại này mình giới thiệu loại nào nữa chị ha? Mình còn loại cỡ 15.000. Rồi. Này rồi. Cũng là mai đôn, một mùa mấy rồi đôn lại. Rồi. Nhưng mà do làm cỏ không xiết cho nên mới bán lại. Rồi.
cái này một mùa mấy cái ha, đôm người ta nhà vườn đôm sát này nên là nhìn cái cây nó nhỏ thôi chứ không phải là nó nhỏ nha cô chú anh chị, ghép một mùa mấy hết trơn này ha. Cái này là 15 ngàn một cây đúng không chị? Ừ đúng rồi. Rồi củ bí bốn múi luôn nè, cây nào cây nấy có quấn củ hết trơn cô chú anh chị ơi. Cây đi đợt nè. Thì cái này mình cũng có mấy giống giống như hồi nãy đúng không chị ha? À đúng rồi. Là có dảo nhung, dảo thơm, thọ hương, 150 cánh. Đúng nói rồi. Chung là cái loại 15 ngàn này thì nhà vườn sẽ bán xô cho cô chú anh chị mình ha. Thì nguyên một clip vậy nè, thì nhà vườn sẽ bóc dài tới ha. Chứ nhà vườn không có lựa cây, mình không có lựa giống ra cho ha. Chỉ có loại 20 ngàn với lại loại 35 ngàn là mình có lựa giống cho cô chú anh chị mình thôi. Chứ loại 15 ngàn này là mình giống như là nguyên một clip vậy. Mình bắt mình lấy dài tới ha chị ha. À đúng rồi. Rồi mình lấy dài tới thôi chứ mình không có ấy ha. Nó không có lựa giống ha, cái này thì do nhà vườn xã cô chú anh chị ha. À, mình giờ mình kêu nhà vườn lựa nữa cũng tội nghiệp. À, nhà vườn cô chú anh chị, trời ơi củ đế nè, về mua về tầm thả vườn là ngon lành luôn, củ bí nè, bốn múi luôn, tròn ôm sát cái cây luôn ha. Đó nè, đế nè, đế bính luôn nè cô chú anh chị ha. Đó thì lấy ngẫu nhiên lấy dài tới nè cô chú anh chị ha, nè nó nè bí nè, thấy không nè, đế cũ nè, thấy không nè, đây bí tiếp nè, đây bí tiếp nè, không nè, để dài tới thôi, cái này không có sắp đặt gì hết trơn nha cô chú anh chị, là clip để sau thì em quay trang vậy luôn nha. Cây này thì chiều cao mình lấy từ một tấc lấy lên ha chị ha. À, một tấc lấy lên, một tấc lấy lên nha cô chú anh chị, mà cây này tàn đẹp rồi. Ngoài loại này thì mai này đôn không mà cho nên nó không có cao, nhánh thì nó nhiều thiệt nhưng mà nó không có cao. Rồi ngoài loại này thì mình còn cái loại 12 ngàn nữa đúng không chị? À đúng rồi, mình còn loại 12 ngàn nữa. Rồi rồi mình giới thiệu loại tiếp theo luôn chị ha. À, cái cỏ này là chị bán 12 ngàn một cây. Là cái loại nhỏ hơn cái loại 15 ngàn tí xíu ha. Đúng rồi, nhưng mà chị cũng đã từng đôn rồi. Cho nên nhánh nó cũng đều ngon lắm, đế nó cũng đẹp. Do chị mừng cỏ không xiết với lại không có nền để chật nền quá. Cây có cụ đấy. À, cái clip này là 12 ngàn hết hả chị ha? Ờ, 12 ngàn. Cái này là nhà vườn đôn lùng nè cô chú anh chị. Mà 10 cây chị mới gửi đơn được, còn 20 cây chị bao ship với lại chị tặng 2 cây. Rồi 10 cây tặng 1 cây luôn hả chị ha? À, đúng rồi, 10 cây là tặng 1 cây, 20 cây là tặng 2 cây. Giá chỉ có 12 ngàn 1 cây. Đó. Nè. Đó, 12 ngàn 1 cây. Đó, cây đi đọt rất là mạnh nha cô chú anh chị. Hàng này là bao cho cô chú anh chị mình là không có bị nhiễm mặn nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình nhìn cái clip mà 35 ngàn với lại loại 20 ngàn hay là loại 15 ngàn ha, là cô chú anh chị mình thấy là đảm bảo là không có bị nhiễm mặn ha cô chú anh chị ha. Mình cây rất là xanh tốt. Tại cái này thì nói chung là mới đôn sao cô chú anh chị nên là nó chưa kịp ra đọt ha. Đó, nó là nhà vườn bán thôi. Bây giờ gần nền, cái nền quá tà chật rồi, cần ra cái lô bự á, nên là bây giờ nhà vườn mới bán rẻ cho cô chú anh chị mình ha. Đó, cô chú anh chị không mua về trồng lại ha, mình trồng thả vườn hay là mình nuôi lại để mình bán tết ha, cũng ok luôn cô chú anh chị. Còn hàng đế bí như vậy nè cô chú anh chị, mình mua chỗ khác đế bí như vậy giá bao nhiêu rồi nè. Đó nè, đó rồi nó thì cái này 12 ngàn cũng như là có loại 15 ngàn thì nhà vườn sẽ không có lựa giống hả chị ha, mình lấy từ đầu clip mình lấy dài tới vậy ha. Đúng rồi, giống như là cô chú anh chị mình mua một chục cây thì đó thì bóc mà đây là 2 4 6 7, nó thêm 3 cây nữa nó là 10 cây đó, tặng thêm cây nữa là 11 cây đó, rồi nhà vườn lấy dài tới thôi chứ nhà vườn không có lựa giống giùm mình được ha. Tại vì cái này nói chung là nhiều khi cô chú anh chị mình ấy lựa giống thì nói chung là lựa cũng được, nhưng mà cô chú anh chị mình cũng thông cảm nhiều, tại bây giờ nhà vườn lưu bu quá, nhiều khi cái loại bự lựa giống nó dễ, còn cái này lựa hơi khó ha. Rồi ngoài loại này thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không chị ha? Hết rồi, vườn mình nó hết rồi, chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Rồi thì vậy mình chào hết luôn giùm em ha. Xin chào cuối clip, em xin chào cả nhà mình, như mong cả nhà mình ủng hộ giùm em mua giùm vườn em ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Dung cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.